Chào mừng các bạn đến với góc làm việc nhỏ của FC.vn. Hôm nay mình nhận được cái iPhone 6 nó bị cái lỗi là -1 1 và 50 ngay cái đoạn restore ba Bay firmware các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà các cái thực viên ở họ từng bước từng bước để xác định và khắc phục cái lỗi 1 1 và 50 các bạn ha. Rồi thì sau khi mà mình mở cái máy này ra thì cái máy này đã qua đã đã có qua sửa chữa rồi và theo người chủ của cái máy á, thì um, họ nói là cái máy này đã qua sửa chữa và họ không có đồng ý với cái mức giá đưa ra nên um, họ lấy cái máy lại và nhờ mình kiểm tra các bạn ha thì thường nếu mà qua những cái cuộc điện thoại mà các bạn um, nói là những cái máy đã qua sửa chữa đó thì mà thường là mình sẽ không có nhận đâu còn um, ở đây thì cái người người khách họ đã đem cái máy tới rồi thì không lẽ không nhận đúng không các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ nhận cái máy và mình sẽ thử uh, cố gắng um, khắc phục xem xem uh, có thể uh, sửa chữa được cái lỗi này không các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ soi lên cái kính hiển vi hỗ trợ để biết được các uh, cái viên trước họ đã làm gì đó các bạn ha thì mình thấy là con nguồn bay ben và con bay ben đã um, có nhựa hông rồi có nghĩa là đã qua sửa chữa rồi thì mình sẽ tiến hành mình sẽ đo đạt trước các bạn thì mình đã làm cái này rất là nhiều nên mình biết được những cái đường áp cấp cho bên nó nằm ở đâu qua ha nên mình sẽ đo mẫu các bạn thấy không rồi các bạn thấy ha sau khi đo thì mình sẽ xác định được là có một cái đường áp cấp cho bên nó bị chạm thì cái đường này đó là thường nếu mà chúng ta đóng bên mà không chuẩn nó hay chạm ở đường này lắm các bạn đó, các bạn thấy không hay còn gọi là cắn mạch đó, chạm ngắn mạch đó các bạn rồi thì ở một cái máy đã qua sửa chữa các bạn biết không thì ICB Ben đã đóng rồi vậy xây nguồn Ben đã đóng rồi thì mình sẽ không xác định được lý do mà tại sao nó chạm đâu nên bây giờ mình sẽ phải làm một cái công việc đó là làm lại từ đầu ha là mình phải cách ly con Ben lên và mình đo lại nếu mà vẫn còn chạm thì mình sẽ tiếp tục cách ly con nguồn ra và tiếp tục đo lại và nếu còn chạm nữa thì mình sẽ tiếp tục xem hai những con tụ hoặc là những cái đường nào đó mà nó dẫn đến như các bạn lúc nãy các bạn có thấy là cái tool giúp nó giúp cho chúng ta thấy những cái điểm đỏ đó có nghĩa là những cái điểm mà những cái đường nó thông qua các bạn ha thì cái con nào mà sử dụng những cái điểm này là đều có khả năng là nó sẽ gây chạm và nó gây chạm cho cái đường này đúng không rồi bây giờ mình sẽ dở đầu tiên mình sẽ gỡ con siêu ben lên và mình sẽ đo lại cái men trước tiên là vệ sinh con bên ben xem con ben nó còn đẹp không ha nếu mà có dấu hiệu đứt chân hay phù thì thôi buông còn nếu con ben nó còn đẹp thì tiếp tục làm lại tiếp tục làm tiếp rồi, vệ sinh sạch sẽ cái men đó tiến hành đo lại một lần nữa. Ồ, oh, vẫn còn chạm các bạn ha thì như vậy là tín hiệu mừng các bạn có nghĩa là không phải là do ICB nó làm chạm ha nếu mà do xe chạm thì chính thức chia tay ha chứ không có sửa được đâu các bạn ở iPhone 6 thì không thể mà thay thế đơn thân độc mã ECB Bank được và cái người chủ máy này họ nói là có cái trung tâm ở cái trung tâm đó họ báo là thay thế ECB giá 2 triệu rưỡi các bạn các bạn ha thì mình thì mình nói thẳng luôn mình nói em không thay thế bên được ở giá đó em sẽ thứ nhất là em sẽ đóng lại Band cho anh và em sẽ thay thế ECB nguồn nếu mà ECB nguồn nó lỗi thì em chưa biết nhưng mà nếu mà ECB nguồn lỗi và đóng bên thì em sẽ báo anh một ở cái mức giá này nhưng mà nếu ECB, ECB Bank mà bị lỗi thì em không thể nào mà em thay thế anh ở mức giá 2 triệu được và ở Sài Gòn hiện nay một cái chỗ mà mà báo giá rẻ nhất cho cái việc thay thế bộ ba bay ben đó là nó nằm ở mức giá từ 4 đến 4 triệu rưỡi các bạn ha không rẻ hơn đâu chỗ nào mà báo hai triệu rưỡi thì các bạn cứ đem qua đó làm để giá đó rất là tốt rồi đó Ok, sau khi gửi xuyên nguồn ra thì mình đo vẫn thấy chạm các bạn, không hiểu là chạm chỗ nào thì mình tiếp tục soi cái hiển vi thì mình phát hiện ra các bạn. Con trung tầng này đã bị đóng ngược chiều các bạn ha. Không hiểu là do vô tình hay do cố ý nhưng mà các bạn thấy con trung tầng này đã đóng ngược chiều các bạn không? Ở một cái máy mà bị lỗi một lỗi 50 thì không hiểu tại sao họ làm con trung tầng để làm gì các bạn. Đây, các bạn xem. Một cái máy zin uh, chưa có thao tác các bạn ha. Thì các bạn thấy chiều trung tầng các bạn nhìn thấy cái dấu chấm không? Nó nằm khác ha rồi như vậy là chứng tỏ là do cái con trung tầng bị đóng ngược chiều nên gây ra làm chạm đường áp đó bây giờ mình sẽ cách ly con trung tầng ra là xong hết chạm và các bạn thấy qua một kỹ thuật viên họ họ biết đưa họ biết cách để định vị của con bay ben là chứng tỏ là cái tay nghề của họ cái kỹ thuật viên này cũng cũng thuộc là tương đối là khá các bạn ha cũng nói chung là tay nghề cứng là giỏi đó chứ không phải là mới vào nghề đâu nên cái việc đóng lộn trung tầng là mình nghĩ là cái việc không rất là khó xảy ra ha còn vì sao cái trung tầng này nó đóng ngược chiều thì thật sự mình mình không biết rồi bây giờ mình sẽ cách ly trong trung tầng ra mình đo một lần nữa thấy hết chạm rồi thì cũng tương đối mừng các bạn cũng tương đối là vui đúng không bây giờ thì tiếp tục sẽ đóng con nguồn vào rồi đó là một lần nữa mình đóng con nguồn ok chưa okay, các bạn thấy à cái đường nó hết chạm các bạn thấy không rồi tiếp tục đóng máy ben vào các bạn thấy không trong khi làm thì các bạn cố gắng các bạn đo đạt ha tại vì ở ở cái đo ở cái mà đo đạt đó, nó sẽ giúp các bạn xác định cái bệnh một cách rất là tương đối chính xác ha cái nào mà chúng ta đo được thì chúng ta nên đo đo để xác định bệnh và một là báo cho khách liền hai là không có làm lung tung cái men các bạn ha đó và cái cách đo đạt á mình sẽ mình có mình sẽ làm những cái video clip rất là chi tiết hướng dẫn còn thấy không sau khi đóng máy bên vào nó cũng hết chạm rồi ha rồi có thể là mừng là các bạn đóng như vậy là mừng là đúng không và bây giờ mình sẽ đem ra mà mình nó to thử thì các bạn biết trong cái trong cái kênh trong cái web solution đó mình sẽ làm những cái video clip hướng dẫn các bạn đo đạt rất là chi tiết và kỹ càng nhưng mà ở cái thời điểm này mình đang rất là bận nên mình chưa có thể làm được các bạn ở cái điểm mà mình làm cái video clip này nè thì các bạn biết trong vòng 2 tuần trước thì mình có trend cho một cái người bạn ở việt kiều về các bạn ha và sắp tới đây thì mình sẽ tiếp tục trend cho hai người bạn ở bên hàn quốc về nữa nên có thể là mình sẽ bận từ 1 đến 2 tuần á và sau 2 tuần đó thì mình sẽ tiếp tục mình làm những cái video clip và mình sẽ cập nhật tiếp những cái solution 66s 6s cộng nữa. 6 plus 6S, 6s và 6s cộng các bạn ha ở thời điểm này mình đang bận nên mình chưa có cập nhật được các bạn có thể thông cảm cho mình và hầu hết tất cả những gì mình biết mình đều chia sẻ trong web ipc.solution để các bạn dựa vào cái nền tảng đó các bạn cùng làm việc và cùng tìm ra được những cái ban và từ đó các bạn sẽ gửi cái feedback về và mình sẽ note một cái solution đó để cho cái web solution càng lúc càng hoàn thiện rồi sau khi mình to mình lại thấy tiếp tục cái lỗi trừ một thì cảm thấy, thấy giác nó hơi buồn các bạn ha không hiểu lý do vì sao Tại vì thường là nếu một cái máy zin nó là như vậy là ok đó các bạn Thì mình tiếp tục mình đem ra và mình đo ra mình phát hiện nó tiếp tục nó bị chạm một cái đường này nữa Rồi mở cái ZW lên xem cái đường này nó chạm trực tiếp vô xi nguồn và đi nguồn chỉ cấp cho con máy Ben thôi Vậy là tương đối hơi buồn các bạn ha Tại vì mình đóng mình đóng chân IC cũng tương đối chuẩn chứ ít khi nào lầy lắm rồi mình bây giờ mình sẽ tháo bay ben ra và mình đo bạn thấy không sau khi tháo bay ben ra và đo và thấy là nó không có chạm nữa giờ là hơi buồn các bạn ha có khả năng là cái con bay ben nó sẽ bị chạm đường này rồi nhưng mà mình rất là cẩn thận mình sẽ làm chân và đóng một lần nữa nếu mà sau khi đóng lại mà mình đo mà vẫn chạm nữa thì xác định được nguyên do chính xác 100 phần trăm là do cái con ICB ben này nó bị chạm và lý do vì sao nó chạm thì mình không biết và cái con bay ben này là con bay ben nào mình cũng không biết luôn các bạn ha chỉ có người chủ và người làm trước biết thôi rồi thì uh, sau khi đóng vào mà đo, đó các bạn thấy không? chúng ta đo, chúng ta biết được và chúng ta có thể loại trừ được cái khả, cái um, cái khả năng để chúng ta xác định bệnh một cách chính xác hơn và chúng ta feedback về, chúng ta đưa ra những cái solution ha dựa trên đo đạt những gì đo được thì đo các bạn ha, còn những gì mà nó không có đo được thì cái đó thì buộc lòng là phải làm theo kinh nghiệm và và những cái kinh nghiệm nó tụ hợp lại thì nó sẽ đưa ra một cái giải pháp hoàn thiện đúng không? có thể không từ đối quan thiện mà một cái giải pháp khả thi đúng không rồi sau khi đóng chúng ta nữa mình đo mình phát hiện nó vẫn chạm các bạn ha như vậy thì rất là buồn và cái máy này nó đã lấy đi của mình hết cái thời gian là hai tiếng các bạn từ 8 giờ cho đến 10 giờ tối các bạn ha Ok cái đường cũ thấy không nó hết chạm rồi bây giờ nó chạm qua đường mới và xác định được 100 phần trăm là do chạm con máy bên. Rồi thì nếu mà cái anh khách anh có xem được cái video clip này á, thì chỗ nào báo anh hai CPBEN mà với giá 2 triệu rưỡi thì anh có thể mang qua đó ha. Vì cái giá đó rất là tốt rồi đó. theo em nghĩ là tốt nhất nước Việt Nam đó. Đúng không các bạn? Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này Chào các bạn chúc các bạn thành công Các bạn thấy không đôi khi không phải cái máy nào cũng có thể làm được đâu Và mình cũng là chỉ là một kỹ thuật viên thôi chứ mình không phải là thánh ha Nên có thể là những cái máy mà các kỹ thuật viên trước sửa không được thì đem của mình mình cũng chẳng sửa được đâu các bạn Thì mình làm cái video clip này với cái mục đích là mình chia sẻ thêm cho các bạn biết những cái thông tin ha Và những cái cách để mà các bạn hiểu rõ hơn so đến với là cái nghề sửa chữa điện thoại thôi Rồi chào các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này một lần nữa Chúc các bạn thành công